một giờ để yêu ai đó quá khó phải không? Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng. Ngoài người mà em luôn nói là mãi yêu, còn một người nữa, người đó đã biết hay chưa? Đã biết bên em đã có anh chưa? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chung nhá. Hai ba. Lòng một xa để yêu ai đó. Để trả lời câu hỏi của anh thật lòng. Ngoài